Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món bây dăm mọi người. Bây dăm mọi người. Đây mọi người, đây là món bây dăm mọi người. Bây dăm mọi người. Đây mọi người, bé bơ đeo nơ mọi người. Mời mọi người dùng. Bơ xanh bơ vàng mọi người. Bơ xanh vàng vàng mọi người. Ngọt mọi người, thơm mọi người. Bơ thơm mọi người. Quậy cho nó nhuyễn nhuyễn lắm mọi người, nó béo lắm mọi người, ăn thơm ngon lắm mọi người. Đúng ngon mọi người. Muốn lạnh lạnh mọi người, bỏ tủ lạnh á, ăn ngon mọi người. Quậy cho nó nhuyễn cho mọi người. Bơ này bơ đang ấy ra mọi người, lấy ra xong cái dầm mọi người, nó nhảy cái bơ dầm mọi người. Thơm mọi người, béo ngọt, thơm ngọt. Bơ thơm mọi người, bơ thơm ngon mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa chiều thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.